Bỏ trốn từ tối ngày 16 tháng 9, đến nay, ngôi nhà của bà Trần Thị Xoa và ông Cao Xuân Năm, chuyên thu gom phường hụi và cho vay nặng lãi ở xóm 9 Diễn Thành, đã bị hàng trăm người góp phường hụi phá tan hoang. Toàn bộ tài sản trong nhà đều đã được lấy đi. Bà con ở đây cho biết, vợ chồng ông Xoa đã làm nghề thu phường hụi hàng chục năm nay, với số người tham gia lên đến hàng nghìn. Sau khi vỡ lở, bà Xoa đã trốn khỏi nhà, để lại số nợ chưa thể thống kê hết. Người thì cũng tin tưởng cả tin sáng ngày vẫn thu tiền, mà tội là không thấy là thấy bỏ đi đấy. Bà con cứ nghĩ là buôn bán hàng ngày thì góp 200-300 để góp lại sau là làm một cái việc gì lợi nó thôi, chứ không nghĩ là gia đình lại có những cái hành động như thế. Bây giờ thì cũng chịu đựng nuốt cái thôi. Ba ngày nay, việc buôn bán kinh doanh tại chợ Phủ Diễn dường như bị đình trệ. Cảnh tượng sơ xác hoang mang bao trùm bởi các tư thương đang nhao nhác truy tìm vợ chồng bà Xoa để đòi lại tiền. Theo ban quản lý chợ Phủ Diễn, ở đây có hơn 500 hộ kinh doanh buôn bán, thì có tới 300 hộ góp phường hụi cho bà Xoa. Tuy ban quản lý mới nhận được 2 đơn tập thể của 6 hộ, nhưng số tiền tố cáo bị mất đã lên đến con số 2 tỷ đồng. Góp nhặt từ tiền buôn trứng và tiền con gửi về từ lao động nước ngoài, mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Mai góp phường cho bà Xoa tới 2 triệu đồng. Việc chứng nhận nộp tiền chỉ là cuốn sổ nhỏ ghi số tiền và chữ ký của bà Xoa. Núp dưới danh nghĩa, quỹ giúp đỡ tình thương, hùn vốn cho những người khó khăn vay, nhưng lãi suất thì lại rất cao. Cứ 4 tháng nhận phường một lần, bà Mai thu về số tiền lãi hơn 40 triệu đồng. Bây giờ hối hận thì đã muộn. Bà Xóa ông Năm nói là chúng tôi không bao giờ ăn của bà có một đồng. Cho nên cả chợ Diễn Thành ấy là ai cũng tin tưởng bà Năm, bà Xóa. Cho nên là tập trung vô tình thương này gửi bà. Tôi này còn bao nhiêu người khác còn tiền lớn hơn tôi. Như bà Tám phần đó, 800 triệu. Như anh Hiến đó, cho vay tiền mặt 500 triệu. Rồi chị em khác là 300, 500 là nhiều. Không chỉ tại địa bàn Diễn Thành, thị trấn mà hoạt động góp phường hụi của bà Xoa còn lan ra hàng chục xã với hàng nghìn người từ tận Diễn An, Diễn Thịnh, Diễn Ngọc, Diễn Kỳ, vân vân. Việc thu chi tiền phường của vợ chồng bà Xoa diễn ra sòng phẳng và luôn đúng hẹn, lãi suất lại cao nên ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Tuy chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng vụ vỡ phường hụi lần này có thể lên tới hàng chục tỷ đồng. Thực ra cái việc họ chơi phường rồi đóng phường ở chợ thì thực chất là họ tự phát. Chứ còn cái việc nắm bắt thì mình cũng chưa không nắm bắt được hết. Cái việc họ là đóng góp phường ở trên chợ chỉ đến khi là vỡ nợ ra. Rồi một số tiểu thương đến nhà tịch thu rồi gửi một số tài sản thì chính quyền mới thực sự nắm bắt được là do chơi hụi. Sự việc vẫn xảy ra cũng bất ngờ. Từ trước đến nay thì Diễn Châu đã xảy ra những vụ vỡ phường hụi, gây tan nát bao gia đình, tù tội, thậm chí là những vụ tự tử đau lòng. Thế nhưng người dân vẫn không lấy đó làm bài học cảnh tỉnh cho mình. Vậy thì vì sao mà họ lại đặt niềm tin tuyệt đối gửi tài sản của mình đến hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng cho những người bình thường như vậy? Câu trả lời ở đây chỉ có thể là đánh vào tâm lý hám lợi. Bên cạnh đó thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và việc nắm bắt thông tin của chính quyền ở các địa phương vẫn còn những hạn chế.